lấy giò nè. Không biết không gì. Không biết không đậu. Dạ. Ông mua rồi. Đây là con đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4 các bạn. Ở phía ngoài là ngã tư giữa Nguyễn Hữu Hào và đường Hoàng Diệu, quận 4. Ta đi vào 300m bên tay phải sẽ có quán bún riêu vô Thiên Nga. Khu Nga rất là ngon, bán hơn 30 năm rồi. Dàn quán đây là quán bún riêu giò chả của cô Nga hay các bạn, trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4. Quán đã bán hơn 30 năm rồi, rất là lâu đời, trên đường Nguyễn Hữu Hào, ngon nức tiếng quận 4 luôn các bạn. Một tô khoảng từ 30 ngàn cho đến 40 ngàn tùy theo khách lựa chọn nữa. Giò bán mình đó. Gì cơ? Hả? Giò đá hả cô? Ừ. Giò đảo hả? Ừ, con ngày con bán tới 45 kg giò luôn hả? 45 kg giò. Vậy nước lèo nó mới ngọt chứ con. Đây là một số bún riêu đầy đủ các bạn. Trong này còn có một riêu rất là to nè. Và ở đây rất đặc biệt là có một cái quả cà chua luôn, không phải là một từng miếng như những chỗ khác. Đậu hũ thì có 4-5 miếng rồi, và chả là có 2-3 loại các bạn. Này, chả lá, chả tròn. Ngon. Mình sẽ bỏ rau trộn vào. Chị ơi,
rồi. Sắp sửa Tết này nó là 31 năm rồi. Bây giờ mới 30 năm. Mấy người phụ là con Nga hết hả? Hả? Mấy người phụ là con Nga hết hả? Con Nga đi học, nay nó còn nó đi học, hôm nay là cháu, cháu ruột, hai ba đứa cháu ruột. Rồi. Rồi, có chuyện này tôi gì con? Giờ nè cái chị á. Không gian quá thoáng mát nè các bạn, nằm ngay mặt tiền đường luôn.